Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì các bạn đã như khen có hình ảnh đồng hành cùng các bạn vào cái năm 65 này qua cái xét nghiệm đa phương tết, đúng không? Mà bạn thấy tôi ký tên của anh. Bây giờ ngày trước tôi thấy cùng với bạn đúng không? Giờ thấy mặt chưa? Mặt rồi đúng không? Dạ. Bây giờ tôi có thể cái này rất cũ nhưng mà đối với cũng là rất mới, đúng không? Cái mục đích cuối cùng của các anh chị là các anh chị là các nhà sản khoa, tôi nói hơi dùng giải chút rồi chút là đi chút rồi. Cái quan tâm của các bạn là gì? Sanh thường sanh mổ cho ra đời đứa trẻ thông minh lanh lợi, không tai biến sản khoa đối với bà bầu, đúng không? Không có thay biến gì hết trong suốt 9-10 ngày theo dõi bà bầu. Mấy chị sản khoa sợ nhất là gì? Nhông non, đúng không? Nhông cái răng lược ra xuất huyết trong tháng cuối thai kỳ, cứu kịp chết người mẹ chết con, mà cứu kịp thì là chết cái bé, phơ tử cung cắt bỏ rồi ra huyết ồ ạt cắt bỏ. Rồi sợ gì nữa? Nhiễm độc thai nghén thì sao vậy? Cứu kịp hoặc đến cứu kịp cũng phải chấm dứt thai kỳ, cứu thai lớn mà, đúng chưa? Rồi sau sanh nữa, người ta đẻ được đứa hai đứa rồi mốt ta tới quay lại phòng mạch mình, ta cho bác sĩ căn giùm em đứa nữa, thông minh lên lợi như đứa trước, đúng không? Dòng họ nội ngoại hai bên bình thường, tiền căn mình đã căn ra đứa rồi, đẻ ra trai ngon lành, ba cái con hai ngon lành, thông minh lên lợi, giờ không có mầm trời lá thì phải bác sĩ căn giùm em đứa, đúng không? À, thì giờ đâu phải lúc trước ta sinh ra bình thường là mãi lần này ta sinh bình thường nữa đâu, biết đâu lần này sinh bị khờ sao? Nó không trừ ai, nó trội không có người phụ nữ nào lúc có thể ra em được miễn tử đi mãi trong sinh đẻ, con em không bao giờ sinh ra bị khờ, không có người nào có câu đó. Và tôi muốn nói cái sàng lọc để tìm kiếm để coi nhóm nguy cơ và bầu nào dễ sinh ra con bị bệnh rối loạn nhiễm thể, nhất là cái thằng trisomy 21, và nếu có rồi thì là chúng ta chẩn đoán ra làm sao, đúng không? Và có hướng giải quyết sớm để tránh cho đời đứa trẻ bị đau một cách nặng cho gia đình xã hội. Thì chúng ta cho hai mảng, đúng không? Mảng trước sanh, đúng không? Mảng trước sanh với mảng sau sanh. Ngày chiếu lên hết nổi, đúng không? Trước sanh thì chúng ta làm sao? Mình phải phân cho làm hai nhóm, các anh chị phân cho làm hai nhóm giùm nha. Một nhóm là rối loạn thừa nhiễm sắc thể nha, 13 đứa đầy đặt xích môn trẻ bằng màu dữ vật chỉ được tim nặng hoặc là holoprosentry siêu âm phát hiện được thừa nhiễm sắc thể số 18 là hội chứng cơ quan đưa tay chân số móng tay chân khều não nhỏ chỉ được tim nặng sau sanh chết hoặc chết trong bụng, thừa gen số 21 không chết đưa đến chậm phát triển thể chất tâm thần và vận động hay gọi là ngu đần, ngu si lần đầu còn nó mầm trời lá không nghe không học, gửi vô trường nuôi dạy trẻ chậm viện lâm thần, không có gửi dạy trẻ bình thường được, còn không có sàng lọc giết đứt, trục nơ không có, lạc lưỡi tơ không có, đúng chưa? Đó là bệnh rối loạn nhiễm thể mang tên 13, 18, 21 nhớ trong đầu này. Còn thừa thiếu nhiễm thể số 1, số 2, số 3, số 4, 5, 6 sao bác sĩ? Chết rồi. Trisomy số 1, số 2, số 3, số 4, trisomy 14, 15 là nó đã đào thải ngay từ trong 2 tháng đầu thai kỳ, siêu âm có phôi mà không có tim. Hoặc siêu âm có phôi có tim nhưng mà sau đó tuần sau đi khám lại siêu âm mất tim. Lấy chất não ra thử trisomy 14, trisomy 15, trisomy 16 ra. Cho nên việc trên thế giới chỉ quan tâm tới 13, 18, 21. Và người ta quan tâm là tại sao? Tại vì nó diễn tiến được tới đủ 9 tháng 10 ngày mà sau đó nó bị tăng tật nặng chấm dứt thai kỳ do trisomy 38 21. Đôi khi thấy có hình ảnh bất thường qua siêu âm nhưng mà có người không thể hiện, không phát hiện được cái siêu âm, hoặc nếu có thì thai 37-38 tuần là phải đẻ nuôi thôi, nó sống dài nên người ta mới quan tâm. Nhà người ta quan tâm tại vì sao? Tại vì có dấu chỉ điểm, không dấu chỉ điểm người ta cũng không biết luôn á, đúng không? Không dấu chỉ điểm không biết, nhưng mà may quá có dấu chỉ điểm đó là chất phi beta hg với lại có bài, đúng không? Với u bài
đó, rồi mãi sau này có thêm cái dấu chứng chỉ điểm là độ mời cho cái, trước đó không có độ mời cho cái bác sĩ siêu âm Việt Nam biết độ mời cái giải gì không? Không. Thấy không? Mà người nào có người nhà bên nước ngoài gửi về siêu âm đo độ gáy thì tầm soát bị đau, bác sĩ siêu âm nạt rồi, không biết ra phải nạt cái sao được. Rồi mãi năm 2007 tôi mời các giáo sư Pháp qua Úc qua mở cái lớp học về lý thuyết và thực hành siêu âm đo độ mời cho gáy, lợi ích của nó là cái gì, dấu hiệu nó là cái gì trong sản khoa để tầm soát cái bệnh gì. À, thì lúc đó các anh chị người ta có cái chứng chỉ siêu âm đo độ mời cho gáy để nó mới tích hợp vô. Cái đây 10 năm cũng có cái xét nghiệm double test vậy mà giá thành nó mắc quá ai làm. Tôi vô tiếp cận cho người Vũ hỏi giá thành làm cái bắp A, làm cái bắp A với lại phi beta double test nhưng 1,5 triệu được thôi. Bác sĩ Quang Thanh lúc đó gạt thì không có làm, chàng gì đâu mắc quá vậy, chàng mắc quá ai làm. Mãi sau này kéo xuống còn 300, 350 thì mới làm. À, nên ý tôi cũng nói là sàng lọc trước sinh đó là rối loạn nhiễm thể. Còn trong quá trình mấy anh chị khám bệnh sử dụng các xét nghiệm thường quy khác, nhưng mà những xét nghiệm thường quy khác cũng phục vụ cho việc phát hiện ra bệnh lý là bệnh lý đơn gen. Đơn gen mới phát hiện được nha, còn đa gen đa yếu tố không có biện pháp nào phát hiện được, bằng kỹ thuật nào phát hiện được cái đó. Gọi là đa gen là đa yếu tố mình sẽ phát hiện, đơn gen thì phát hiện được. Bệnh lý đơn gen đó là bệnh thalassemia, alpha thalassemia, beta thalassemia, bệnh nhiều cơ đơn gen, bệnh mạch phân, bệnh máu chảy không đông, hemophilia, hemophilia B phát hiện được, bệnh teo cơ tủy phát hiện được. Nhưng mà khó dấu chứng chỉ điểm chỉ có một mình thằng thalassemia mà thôi, còn mấy kia phải hỏi qua tiền sử. Để kêu à cái thầy mấy năm em có đẻ ra đứa mà sau em luôn nó bị teo cơ dần nó chết. Thì mình nghĩ à một trong hai người, hoặc cả hai người là người lành mang dị độc tử của cái gen đó, thì xếp vào cái nhóm những lý về gen tâm sát ngoài cái nhiễm thể tâm sát thì mày để chừng nói này. Mấy anh chị hiểu ha, rồi chúc hỏi nha, có gì thắc mắc hỏi, nếu không hỏi thì tôi sẽ có cái tình huống. Tôi là bò bò đặt hàng làm gì cho tôi để tôi để vậy để không mình thành lợi không tay biết. Mấy anh chị chọn và đưa cái gói hàng cho tôi. Còn sau sanh thì mấy anh chị quen rồi, đẻ tự động mấy bệnh viện với tỉnh ta lấy máu bắp chân ta gửi về như can, gửi về từ Vũ, gửi về cơ sở công đầu tư được, là mục đích phát hiện ra ba bệnh. Hiện thời phát hiện ba bệnh, dần dần sắp tới là phát hiện 5 bệnh, 6 bệnh, 7 bệnh, đúng không? Nhưng mà ba bệnh trong tầm tay là có thể điều trị được, phòng ngừa được. Đó là bệnh thiếu men người xấu đi, chung sống có bệnh luôn. Nó chỉ vỡ hồng cầu quạt khi tiếp xúc chất A, chất B, chất C. Thuốc A, thuốc B, thuốc C thì có tờ giấy hướng dẫn cho người mẹ tránh những chất đó thì nó không bị, mặc dù nó là mang gen thiếu men người xấu đi. Bệnh chữa được, triệt để, hiệu quả 100%. Đó là bệnh suy giáp bẩm sinh, phát hiện được. Mà tỷ lệ tần suất rất cao là 1/5,000, cho nên ta mới đưa vào điều chỉnh sàng lọc sơ sinh cấp quốc gia. Nha, tăng sản tuyến tượng bẩm sinh điều trị được, để mốc lớn lên nó không có vô sinh, nó không có lượng giới tính. Nha, điều trị sớm được, đó là sàng lọc sơ sinh. Hai nhánh này kết hợp lại mới cho ra đời đứa trẻ khỏe mạnh, rồi là cái nền cái này, rồi nhờ sự giáo dục của gia đình, của xã hội, của đoàn thể. Nha, hướng tố thì nó mới là vượt qua quốc gia, đi đâu cầm passport Việt Nam đưa ra là ngẩng mặt này. Chứ giờ bảo đảm đi nước ngoài passport Việt Nam là cầm quay ra, còn passport Mỹ thấy đưa Nhật đưa ra. Và cố cùng chúng ta làm sao để mốt nước mình ngon nè, đi đâu là passport Việt Nam nào là ngon, đó là cái này đúng không? Rồi tôi nhắc lại cái hình đó. Cho nên khi bà bầu có thai, nãy tôi nói rồi đó, không phải là chỉ có người lớn tuổi mới sinh ra con bị trisomy 21, mà thậm chí người trẻ tuổi cũng sinh ra con trisomy 21. Tại từ lúc tôi làm từ Vũ từ năm 86 tới giờ tôi bị ngu rồi. Là có nhiều bà bầu, nhiều người mẹ bế đứa trẻ 1 tháng tuổi lên phòng di truyền, nhìn mặt tôi kêu rồi bệnh đau, đưa vào nguyên sắc hồ sơ. Dạ, em thử đủ hết. Siêu âm rồi tháng nào cũng đi siêu âm, tháng nào siêu âm luôn, sắp siêu âm luôn rồi. Cộng tiền siêu âm là 2,000,000. Thai máy mạnh lắm. Cái việc máy mạnh trong thai kỳ
với thằng khờ không có liên quan gì nhau á, dở ra thử đủ hết, nhóm máu công đức máu nhân mai mi su vi với phi bê kiểu đường này kia thử đủ hết, đâu mình test không có làm đủ mọi cái siêu âm mỏng. Em tưởng con em đủ mọi cái mỏng là nó không bị khờ, ai nói mà đủ mọi cái mỏng là con không bị khờ, 60% là con thể không bị khờ, nhưng mà không phải đủ mọi cái mỏng là khẳng định với bà là con mà thông minh khoái lợi, đủ mọi cái mỏng nhưng mà cái chất bắp ba dở quá cho nên tổng hợp lại nó nằm trong diện nguy cơ cao, nhưng mà bà đó mà bỏ qua bà đâu làm, bà làm có nước bà tưởng siêu âm là tất cả đủ mọi cái mỏng là mong lành, mà phải còn tùy thuộc nữa, bạn kết hợp càng nhiều tố bao nhiêu để bạn nhìn vô cái lăng kính đó để bạn đánh giá con kishimi mốt có nguy cơ không có nguy cơ cao thấp, thì bạn tổng hợp nhiều tố tuổi đủ mọi cái nè, hình ảnh của nó đủ mọi cái không cái này nó chất có ba cái gì cái đó nữa thì bạn tổng hợp mới chính xác và bạn nâng cái hiệu quả lên đó. Cho nên càng lớn tuổi ta càng khó sanh ra bị khờ, tại sao ta biết thân biết phận rồi, thấy bà bầu đã biết thân biết phận, dạ em 38 tuổi, 42 tuổi, em 43 tuổi rồi, em sanh lần này lần đầu tiên nên trong bẩm bác sĩ có gì cho em làm, bác sĩ có gì cho em làm, bệnh viện coi bị khờ à, còn đau bị gì, còn cái bà trẻ gì, cô em trẻ tuổi 22 tuổi, 24 tuổi, 28 tuổi khờ làm gì tới với em rồi, chính cái chủ quan đó mới để ra khờ đúng không? Cho nên trẻ tuổi càng có điều kiện càng để làm sang lọc được cái bệnh, cho nên để cuối cùng thai phát triển tốt, sinh ra giống bố giống mẹ nó ngon lành, muốn giống mẹ giống mẹ, muốn giống bố giống bố, đúng không? Sinh ra thông minh khó khăn, cho nên sàng lọc là cần thiết, cho nên sàng lọc trước sinh là cần thiết, rồi sàng lọc anh chị biết hết rồi, nói tới sàng lọc trước sinh bệnh rối loạn nhiễm thể là đây ai cũng nằm lòng hết rồi, đau mình té đó đùa cho gái em tê nha, bà nào mà thai quá 12, 13 tuần 6 ngày lên 15, 16 tuần mới tới phòng mạch mấy chị thì mấy chị kêu à còn cái cứu cánh nữa chi luôn có cự không, mặc dầu giá trị đặc hiệu nó bắt đầu dịch xuống nha, tại mấy chị có được cái ngưỡng đỉnh đầu rồi cử ba chất nha, cho nên cái độ cao nó không có bằng cái độ lúc mà bắt đầu là 12 tuần, 11 tuần, 12 tuần, 13 tuần, 6 ngày. À, cho nên sàng lọc là cần thiết trong quá trình mang thai, là sàng lọc nhiễm sắc thể 13, 18, 21 mà thôi nha, chứ không có sàng lọc đó là cấu trúc nha, không có chất chỉ điểm của đó là cấu trúc chứ. Rồi sau đó nếu mà có gì chúng ta tham vấn làm sao để người ta chẩn đoán xác định là cần thiết để mà chấm dứt thai hoặc là theo dõi thai, đó là cái trách nhiệm của bác sĩ sản, tôi làm đủ trách nhiệm đó rồi, tôi theo dõi đánh giá sự âm thực chính xác độ mà cho gáy của em bé, rồi đúng thời điểm nó kết hợp với máu luôn để tôi coi có nguy cơ của 13, 18, nguy cơ 21 không, nếu mà nguy cơ thấp yên tâm một phần nào theo dõi tiếp, nên là thấy dấu hiệu xuất hiện lạ qua siêu âm là những cái sót mặt cơ như nãy sáng bác Hoàng bác Thăng nói đó, thì chúng ta chỉnh lợi thảy lợi qua nhóm nguy cơ cao để mà có hướng chẩn đoán xác định, còn nếu mà nguy cơ cao ngay từ lúc đầu mình test rồi thì chúng ta có hướng cho bệnh nhân chọn được, hoặc là bà lấy cây nhau, nhưng mà cây nhau thì sáng mắt thằng cũng trình bày rồi, có thể là nó khảm sao cây nhau bình thường mà đẻ ra con vẫn bị khờ đúng không, để nó ổn rồi nếu mà làm phương pháp cái toàn phần 30 ngày nó có quả, bà bầu giống như cái nóng lửa đó, sốt ruột quá stress nữa, bác sĩ có cách nào khác không, tôi có chẩn đoán nói đi, 3 ngày có quả, tôi trả lời yes là bé mày no là bé mày à, tôi trả lời yes rồi bé trai hoặc bé gái thừa cái dành sơn mốt chắc chắn rồi không chạy đâu được, cả tôi lấy cái ối mà cái mối có cạnh của tế bào của thai nhi mà tôi quay tâm được trường cái chắc chắn rồi cạnh tế bào cái gì tôi xử lý thôi, chạy di chuyển tử coi thừa thiếu là 38 mốt chắc chắn chắc chắn không chạy đâu được ra cả à. Tiếp đó, thì này là quen rồi nè, tôi phân làm hai nhóm phải không, nhiễm sắc thể đó và thalassemia đúng không, giờ vừa giảng vừa đặt tình huống luôn, với anh chị chịu không, chịu tình huống đó không, hay tôi giảng luôn lúc rồi tôi đặt tình huống, rồi đặt tình huống nè, rồi bác sĩ người ta làm ở xét nghiệm nơi khác là đúng không, mấy chị là bác sĩ sản mà người ta cầm nguyên sắc hồ sơ đấy, chỉ có bốn tờ lật lên nhóm o không
học tài tốt, đúng không? Rồi thử giao mang ngân CV không về âm tính, IGG, IGM của CNV âm tính, tốc số âm tính, IGG dương tính nói rubella, rồi một cái tốt này IGM âm tính, một cái tốt này lạc quan. Còn cái thứ ba nhìn vô công thức máu hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, đúng không? Nhìn vô chỉ số hồng cầu MCV sát tốt, lạc quan. Vậy tôi loại được ba bệnh rồi, trong tay tôi loại được chắc chắn ba bệnh vàng da trắng huyết sâu xanh. Do xung khắc thì tôi nghĩ cho máu không xảy ra. Vậy là đuôi mù điếc bẩm sinh gây nhiễm vô la không xảy ra, chắc chắn không xảy ra. Thalassemi alpha beta chắc chắn không xảy ra, đúng không? Rồi còn cái tờ thứ tư tôi lật lên cái này ha. Rồi tình huống chỉ là cái bà B là cái tờ kia công thức máu thấy MCV dưới 80, MCH dưới 28. Thế thì kêu rồi chị là người lành mang gen định cho tao tiếp chị nó là xét nghiệm cho ông chồng, đúng không? Xét nghiệm ông chồng thì ông chồng thấp giống bà à, nói ở giờ chị là người lành mang gen định mà gen này gen lặng có một gen nè nó không gây bệnh được. Chị đó mang trong người một gen đó mà gen lặng mà cho nên chị đâu có bệnh thiếu máu, chị đâu có truyền máu đâu, không có đâu. Giờ mà ông chồng thử công thức máu đưa tôi chờ 10 phút có khoảng con máu ông chồng em xin khác bình thường, yên tâm bệnh này không bao giờ xảy ra cho con chị cháu thôi. Nó chỉ có hai loại con ra đời thôi, một là hoàn toàn không chứa gen bệnh giống chồng, hai là chứa gen bệnh lạnh giống chị. Trong đó yên tâm giải quyết được cái bệnh thalassemia. Còn nếu mà em ông chồng em xin lên khác giảm giống bà, thì ông chồng cũng là người lành mang gen bệnh, thì hai người là hai người lành mang gen bệnh là hai người đang là dễ tử theo quy luật di truyền, 1/4 con sanh ra sẽ bị đồng một tử chứa nhận một gen bệnh beta của bố, nhận một gen bệnh beta của mẹ, tùy theo cái gen bệnh beta đó mà một tháng truyền bệnh máu. Mà gen bệnh beta nó cũng là bệnh lý beta nhưng mà 5 năm mới truyền bệnh máu, hai cái nghĩa khác nhau nè. 5 năm truyền máu bỏ thai không mà chưa có tôi không à. Đồng một tử mà đồng tử bệnh lý beta này chứa gen này 5 năm mới truyền nó bệnh máu. Chí phát triển thông minh nó vẫn ngon lành, không ngon lành học sinh giỏi các thành phố luôn, tội nhân rõ. Đồng một tử bệnh lý beta thalassemi loại này thì đương nhiên bỏ, mỗi tháng truyền bệnh, mỗi tháng truyền bệnh truyền 3 năm cái cách rất bỏ sự phát triển thì cách là chậm đi. Nó có đi học không? 20 ngày nằm cho bệnh viện, 10 ngày đi về, 20 ngày nằm viện, 10 ngày đi về trường nằm cho nó học, đúng không? Nó thì bệnh lý đó đương nhiên chấp nhận cái gì mình phải chẩn đoán xác định bằng di truyền phân tử chứ không có cái ối như nó quẹn. Cái ối không giải quyết được bệnh lý về đơn gen thalassemia, đúng không? Mà mình lấy ối mà xét nghiệm di truyền phân tử xác định thể đột biến gen của thalassemia beta thalassemia hoặc alpha thalassemia của thai nhi này là đồng hợp tử hay dị hợp tử. Đồng tử tùy theo cái gen nó có, giống như là alpha thalassemia mà đồng tử CC cái gen SEA nó chứa hai gen SEA, một gen SEAC nhận từ mẹ, gen SEAC bị phụ không bỏ không được, thai 6 tháng là siêu âm thấy tràn dịch đau màng, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng tim, phù vô thai bỏ. Là bệnh thalassemia là dễ loại ra nhất đó, không có bệnh nào mà dễ loại bằng thalassemia, đúng không? À, mà đâu phải là ví dụ như bốn bà bầu, bốn bà đó em sẽ lên khám giảm là bốn chồng giảm theo đâu, có bà bầu mà thậm chí bốn chồng bình thường luôn, đúng không? Đó, nhưng mà mình cũng tầm soát cái tần số thalassemia Việt Nam là 2%, cho nên phát hiện sớm chịu ăn sớm á. Còn cái việc mà siêu âm ai cũng học hết rồi, độ mọi cái da cũng ngon lành đó rồi, hình thấy không, 28-22 tuần cũng ngon lành nè, có dấu hiệu sốt hoặc cơ là nên đề cập tới coi chừng nó có rối loạn về cấu trúc, từ đó mình nên chọn cái đối tượng, đúng không? Còn xét nghiệm sinh hóa thì quá quen với anh chị rồi, làm càng sớm càng tốt. Lúc thời tôi làm còn bạc phượng, lúc mình mới du nhập vô cái xét nghiệm sinh hóa tầm soát tiền trisomy đâu có test có không, chứ bác ba chưa có nhập về cái gì làm, và chỉ làm chemo test mà thôi. Nhưng mà chemo test độ nhạy là hiệu có 60% không, bỏ sót tới 40 lần. Cho nên mãi sau này khi có double test rồi kết hợp với đo độ mỡ gáy rồi
thì dịch chuyển đa số bây giờ là 90% thai phụ tới tiêm chủng là đều không làm cho mình tránh cả, để chi thì xử lý kịp thời. À, xin biết ra nhau bây giờ nắm nhau là mặt trước thì dễ xin biết với nhau, mà nắm nhau là mặt sau xin biết nhưng biết sao được, do muốn chọn cái phương án đó xin biết cũng được. À, xin biết là tôi đưa gây tê thành bụng, tôi đưa lên thì nguyên cái kim tôi nằm kê trong bánh nhau, tôi lên xuống giống như sao mất cường 1, 2, 3, 4, 5 tôi rút ra là tôi có gây nhau đúng không, giờ bánh nhau này mặt sau người ta cứ xin biết qua nước ối sao được, mà anh đây dùng cái cách te luồn vô trong từ dưới cổ cung đi lên 13 à, như bác thằng này nói có thể là nó thảm sao, nên thôi tôi không chọn ngắn đó, dịch chuyển qua phòng nước ối an toàn hơn, nước ối an toàn hơn. Nó mình siêu âm từ bụng cái mình thấy cái này là màu trắng là bánh nhau, cái này màu trắng là bé, cái dịch ở đây là màu đen, lấy kim vô đúng màu đen, vô chút xíu vô đúng đầu kim lọt cái màu đen là khoan ối nhẹ nhàng rút ối làm thai 15 tuần nhẹ nhàng ba cái sau có đúng không, đó là cái xét nghiệm ba sáng giữa ba cái đầu, còn ba giữa thì xét nghiệm nó đương nhiên độ nhạy độ hiểu nó kém đi, nhưng tình huống tôi đặt ra là giờ thân chủ của chị làm ba tháng đầu rồi nguy cơ cao rồi, giờ chỉ làm ba tháng giữa thêm cái chưa bơm test nữa nó trả lời nguy cơ thấp thì xử lý sao nó nghe ba tháng đầu nguy cơ cao đi xem mốt thôi bác sĩ cho làm thế nào nữa chưa bơm test nữa, chưa bơm test ba tháng giữa là nguy cơ rất thấp tối khi xử lý mốt xử lý sao cho bói cũng được đúng không, mà không cho bói cũng đâu quan tâm đó, đầu nó nhạy hơn chứ nó nhậu tại sao nó nhạy, tại vì kết hợp với anh tê nữa nên cái cách anh tê mà phối hợp với lại sinh hóa nó nhạy hơn chứ, cho nên người ta đã gây ra của Mỹ là nói anh đã làm một trong hai thứ tới ban đầu là nguy cơ cao là automatic làm ối cho tôi chứ không có làm cách kia đó đúng không, cái bác sĩ bây giờ lấy ối lấy kim đâm kim dài này, đâm vô bụng em mà đâm qua cơ bụng đâm vô được cung được rồi mưa thai sao, giờ bác sĩ có cách nào khác không, di truyền có di truyền cái gì đó cũng có đó, cái hay của nhà di truyền là chỗ đó tại bụng bối nó có nhiều nhưng mà mỗi cái bụng bối này nó phục vụ cho một cái mục đích khác nhau đúng không, cho nên khi mình đưa ra cái gói này cho khách hàng thì mày phải tâm ứng cho kỹ chứ không thôi nó hòe mất công mình mốt lên sở y tế giải trình mất công lắm, trời ơi trời gặp rồi tôi gặp rồi cho nên kinh nghiệm là tôi truyền lại cho mấy anh chị thôi cái gì đó đúng không, mình phải khẳng định là nếu anh chọn này anh sợ đây kim đâm vô bụng đéo gì rồi chuyển qua làm nếp là tại vì sao, chính xác hơn là mình test là tại vì sao, tại vì là selfie DNA mà trên hầu như nếp trả lời âm tính là con mà không bị, mà nếp trả lời dương tính 10 ca của đấy ối rồi khẳng định 10 ca bị giáo trọn nha, nhưng mà bây giờ tổ chức y học một thai vẫn chưa công nhận đó là một xét nghiệm chẩn đoán, nó vẫn gọi là một xét nghiệm cao cấp, mà xét nghiệm cao cấp bằng ADN của thai nhi rồi cho nên nó còn nhiều chưa có ca nào mà nếp trả lời trisomy nguy cơ cao với trisomy mốt lấy ra mà không phải trisomy của bạn lấy ra mà không phải không? Tại mình có nhiều mặt hàng nhiều thân chủ hơn mình theo dõi hơn, người ta làm mấy nơi khác người ta mới tìm tới tôi, người ta đưa kết quả ra tôi coi làm đa phương té nguy cơ cao rồi làm nếp tim gửi qua Thái Lan gửi về cũng nguy cơ cao rồi cũng dần dà không cho bỏ đúng không, rồi theo dõi thai 16 tuần cái holoprosentoly rồi trisomy của 13 rồi nguy cơ cao của 13 mà lấy ra đúng bậc luôn qfpcr trả lời 3 đỉnh 13 trisomy 13 đó. Nên ý tôi muốn nói nít nó có cái hay cái nào anh làm lúc 12 tuổi trả lời nguy cơ cao là nó rồi đâu, mà đưa cái đó vô tùy vũ cơ bỏ thai cả bỏ không anh cũng phải có gây nhau chẩn đoán kinh phong lại, hoặc là anh có đứa bối lúc 15 tuần chẩn đoán kinh phong là chắc chắn 100% là trisomy lúc đó nó bị bỏ nên là nếp nó có cái đó
cứ nói kia đi. Rồi chút tôi nói tình huống hay lắm, gặp rồi, giờ tôi đặt hàng cho mấy anh chị được, mấy anh chị sẽ giải quyết, mấy anh chị giải quyết được đó là mấy anh chị mốt với tỉnh mấy anh chị mong. Nhiều lắm. Làm dâu trong họ và dễ cũng khó, và không nắm rõ cũng khó. Mà tâm lý của bà bầu Việt Nam, cái khó của đối người thầy thuốc là gì? Muốn người thầy thuốc khẳng định 100% cơ, đúng không? Mà mình lưu đông bệnh mà, đúng không? Mình cứ nhìn ngang, mình lướt qua cái chỗ, ôi rồi chăm chăm con bà xem nha, không bị khờ đâu, yên tâm đi. Cái đùng cái dấu hiệu khờ xuất hiện, cái lấy ra bị khờ, làm đó mình kẹt. Mình cũng không có kẹt gì nữa mà mình phải giải thích này kia, này lên giọng xuống giọng dịu, giọng rút chiếc cái này kia để cho nó êm chuyện chứ. Lúc bây giờ mình sẽ tới đúng không? Đây, thành ra bây giờ có cái công nghệ mới, sợ nhất là mình lo cho em bé xong rồi nguy cơ rất thấp tới KCB 13, KCB 18, KCB 21. Mà có cái nguy hiểm là tiền sinh nhật. Bây giờ có cái công nghệ tích hợp vô, tội gì mình không làm? Mình tích hợp vô để mình làm tiền sinh nhật. Nếu có nguy cơ cao thì ông giật báo trước là lúc thay 11, 12 tuần chuyển qua cho bác thương liền à, để bác chị hướng dẫn theo dõi điều trị cho mấy anh chị. Đó là cái mới mà tôi muốn nói với anh chị, mà trước đây ta chưa có cái tích hợp, chưa có máy tích hợp và phần mềm nó tích hợp để nó giải quyết được hai vấn đề cả mẹ cả con, cho nên mình mới chọn cái thuần túy double test hoặc là triple test. Thì giờ có tích hợp thì tội gì mình không click vô cái tích hợp để mình làm cái tích hợp này, làm tích hợp cái bằng hệ thống này. Còn cái nít là cái không xâm lấn á, nãy bác Thăng cũng nói rồi đó, độ chính xác rất cao, hầu như là đúng đó. Nếu bạn thực hiện đúng lúc thai 12 tuần, lúc thai 12 tuần mà nó trả lời nguy cơ thấp là bạn yên tâm. Rồi sau này bạn theo dõi lúc thai 18 tuần, 22 tuần, 24 tuần mà thấy dấu hiệu lạ của hình thái học thai nhi là bạn nên nghĩ tới rối loạn về cấu trúc nhiễm thể. Rối loạn cấu trúc nhiễm thể chứ không phải không. Đó thì tất cả các bạn làm tầm soát thông thường, đông hơn test thông thường gì, đúng không? Thì các bạn bỏ sót một người đúng không? Nguy cơ thấp mà để ra những hà. Còn nếu bạn làm bằng biết, bạn gom để hết nguy cơ cao năm bà đó là năm bà đó chắc chắn là thử ối là chắc chắn trăm trăm để chai bằng cái gái thừa nhiễm thể số 21 hoặc là nguy cơ cao với 13 thì là trisomy 13, nguy cơ cao thì là bị 18 đúng không? Đó thì là nguy cơ cao thì mới thực hiện xâm lấn, mà xâm lấn hơi sớm hơn chút. Tại vì chắc chắn là cũng bỏ thai à, chắc chắn là nó bị rồi. Cho nên 14 tuần tôi lấy, 14 tuần là tôi đã lấy được nó, 14 tuần là tôi lấy nó. Còn ví dụ như chẩn đoán huyết thống chặt con đó, có thể 22 tuần tôi lấy nó, lấy 50 lấy đó đủ rồi, để tôi chẩn đoán huyết thống chặt con. Để là cuối cùng mục đích tôi muốn trình bày, các chị đừng cho đời đứa trẻ này bế lên cho mấy anh chị, trả lời hình mấy đứa đau. Mấy anh đào, rồi cạnh một đó, đào. Còn đó, 16 tuổi, mà nó giống như đứa trẻ 12 tuổi. Nó chuyện thể chất nó kém rồi. Nó có nguyên là tự cắt lát cỏ. Nó kiện biết bao nhiêu bình máu rồi. Nó đâu đi học được đâu. Nó là bị thalassemia. Đừng nó cho ra đứa này. À, giống như mình bất thăng chán nói là thấy mà kiểu dài xuống mũi ngắn á. Với lại đo cái ngón út là có hai lóng á. Dễ gì đo được. khó lắm mới đo được ngón út này hai lóng, bàn chỉ này chỉ tay có hai chỉ khó lắm, chứ là ngón út rồi thế nặng của bé nữa, thế nặng bé nó hơi nghiêng cái mấy chị đo cái là tưởng chiều dài xương mũi cao rồi, nó đâu cao đâu, cho nên cái hình ảnh đó mình sẽ bỏ qua, nhạy lắm mới có. Cho nên theo tôi là dựa vào cái sinh hóa nó nhạy hơn. Sinh hóa nó nhạy hơn để mà tránh cho đứa đó đáng tiếc xảy ra, cho nên mình có tích hợp thì tội gì mình không làm. Và nếu anh chị click vô làm thì tốt hơn. Rồi nếu anh chị muốn triển khai NIP á ngay từ đầu á 12 tuần á nha, thì nếu mà anh chị làm NIP 12 tuần nó cũng có cái lợi, nguy cơ thấp yên tâm đúng không, nguy cơ cao
lên làm tôi lại bối miễn phí cho mấy anh chị, cho thân chủ của mấy anh chị. Rồi mấy anh chị có thắc mắc thì mấy anh chị hỏi nha. À, xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phùng Như Toàn. Thì sau đây là xin tiếp nối chương trình.